Rồi em Vũ chào anh chị em mình. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 thì mình sẽ lên cái lô cây là khoảng 20 cây linh sam tán hai màu. Đó, và còn những cây tán hai màu phía sau như chỗ này đây thì chưa có lên mã số thì còn rất là nhiều. Cò trắng bất hồng đang cắt. Đây. Cắt xong ha. Đây siêu bông đang cắt luôn. Anh chị em mình ha. Rồi siêu bông này đang cắt nữa nè. Nó em đang cắt lại để phân dán ra cho bà con và anh chị mình. Linh sam hồng thì nó đang ra lá luôn. Nó thì để số anh chị em mình mà có nhu cầu mua ngoài cái linh sam trắng hay màu ra thì coi những video sau. Còn video hôm nay là trắng hay màu nha anh chị em mình. Thì đầu video em nói về sơ về trắng hay màu là linh sam. Cái ưu điểm nó là lá đẹp, bông đẹp. Như vậy là già cây nó lâu lớn là đối với ở dưới đất thôi. Còn nếu lên chậu thì tàn nhánh nó sẽ mau lớn nhưng mà thân gốc thì nó lâu lớn. Cho nên là những cái gốc như vậy là nó khá to và con mình. Ha, khá to và đặc điểm của nó là ra có khi màu trắng, có khi màu tím. Thì địa chỉ của nhà vườn là ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và kêu cái giá nào là bán giá nấy và giá là bao ship, một giá một anh chị em mình. Thì bà con mình nếu mà mình mua hai cây thì nhà vườn em mới bắt đầu đỡ tiền ship có lời thôi, còn một cây thì để mình giao lưu. Những cái cây này thì nó khoảng 3 năm tuổi bà con mình. Ha. Tuổi nó và cái lô này thì 20 cây. Thì mình giới thiệu cho bà con mình cây đầu tiên bắt đầu là mã số 30. Thì hôm nay là toàn bộ là 30Y nha. 30, 31, 32, 33. Và cái giá cây trong đó, những cái cây mình có khuyến mãi trong đó là khuyến mãi về giá thôi. Ha. Một hai cây bán rẻ hơn bình thường thôi. Cây nào khuyến mãi thì mình sẽ nói cho bà con mình tham khảo, để số anh chị em mình mà chưa có đủ điều kiện mà mua cây trên lệch chừng 50 ngàn mà ngán tiền á thì mình mua mình lựa, mình coi video mình lựa ha. Thường trong video em có khoảng 1 2 cây, 10 cây sẽ có một cây khuyến mãi. Rồi, thì cây đầu tiên là cây 30. 30 thì hai thân. Đây, cái cây em đang cầm đây em xích ra một xíu cho bà con mình. Đây cây 30Y. Độ cao nó khoảng 1 mét anh chị em mình. Nè. 30Y nha. Đây. 300.000 thì nó tông cao ha, hai thân nè. Quay xa cho anh chị em mình coi nha. Đây. Ha, trắng hay màu nha, nó già lắm. Thì cũng có rất nhiều anh chị em mình, đây nó có cái vết này là do khoát cỏ. Ha, nó tuổi nó cũng khoảng 3 năm. Thì nhiều anh chị mình đã từng mua linh sam tán hai màu bên em là biết cái giá cả trên thị trường bây giờ thì cái loại này nó cũng hơi hiếm ha, 300.000. Và cái cây nào em bán rồi em sẽ bình luận, như cái video ngày hôm qua là 27 tháng 7 thì em bán trên 70%. Thì những cái cây nào em bán rồi em sẽ bình luận ở đó cho anh chị em mình coi, cái cây nào bán rồi là mình bỏ qua cái cây đó, và cây nào chưa thì mình điện cho em để mình chốt hàng. Em làm rất là kỹ, và đây là kênh YouTube cho để cho anh chị mình có thể liên lạc qua Zalo mình chốt hàng hay là gọi điện thoại ha. Cây tiếp theo là cây 32, 30 rồi 31. Đây cây này là cây khuyến mãi nè. Thì cây này là 250 mà mình bán 200 mình bao ship. Nó cũng hai thân đi lên ha. Nó già lắm bà con mình. Đây. Mới cắt. Chiếc thẹo này mình chưa gọt ha, về bà con mình tự tay mình gọt, có nhiều anh chị em mình thích tự tay mình làm á, hai thân. Đó, cây này là 200 nha, đây 200 bao ship ha. 30 31. Tiếp theo là 32. Cây này cũng to mà tông cao luôn, cây này giá 150, 32Y nha bà con mình. Đây nè, cái tay của em là tán hay màu như vậy là khá to ha. Cái chậu này chậu C9. 32 là 150. 31 là 230 là 300. Tiếp theo là cây 33.
Cây này giá 300, cây này là hai thân, về bà con mình có thể xả dáng được. Bây giờ mình không thích tông cao đi, bây giờ tông cao gì mình không thích thì mình cắt này lấy cốt, cắt đây ha, cắt lấy là cái ngọn ngay đây thôi nè anh chị em mình, cắt đây ha. Thì cái đó là tùy, nhưng mà ở đây em bắt em cắt nó chừa cái đường, lỡ cho bà con mình không thích chơi bonsai thì mình chơi lộ tàn trắng hay màu này 200.000 33 y. Tiếp theo là 34 y giá 200.000 luôn nè. Đây này, này cũng là hai thân trường, cũng có nhiều đường cắt cho bà con mình luôn. Giờ anh chị em mình cắt đây, cắt đây, cắt đây ha, còn không thì để chơi tàn. Nó có tới mấy đường mình để mình làm lắm. Thì em xếp là em để nguyên cho bà con mình, em không có cắt nữa ha. Như vậy là giao y, như vậy là mình bán cho bà con mình luôn. Cây 35 y giá 300.000. Cây này nó hơi to cho nên là giá nó cao hơn 50 nha. Đây trắng hay màu mà có vành như vậy là dữ rồi nè. Trong cái chậu này, chậu C9, C9 quốc quy ha. Đây anh chị em mình mua 300.000 thì nó khỏe hơn cái cây dưới đất. Mà con mình mua cái cây 200.000 mà con mình bứng về ép vô cái chậu rồi nuôi lên như vậy chắc sống ha. Rồi ship nữa anh chị em mình đó, cho nên là nhiều khi thấy cái giá 200.000 nó rẻ hơn, nhưng mà ở dưới đất khác, còn của em là ở trong chậu. Thì số anh chị em mình chơi kiển lâu là biết các em nói là như thế nào, cây trong chậu nó khác, ở dưới đất thì đương nhiên nó rẻ tiền hơn. Và bên em là em bứng về em có bán liền, em nuôi cho nó khỏe em mới bán. Nhưng những cái cây phía sau nè anh chị em mình thấy không bao giờ em bứng lên em bán liền. Thì số anh em mình về nuôi nó bị hao thì nó kỳ ha, chứ ở đây nuôi không có hao. Tiếp theo là 36 y. Cây này to, cũng 300.000. Và cái giống này là trắng hai màu nha anh chị em mình, giá nó cao hơn linh sam siêu bông. Nếu mà linh sam siêu bông cái cây này nó khoảng 200 thôi, 250 trở lại, là lý do nó màu lớn hơn. Nó nhiều lý do lắm, cho nên là anh chị em mình lưu ý cái giữa cái hàng giống. Nhiều khi anh chị em mình coi cái sao cái cây kia nó bự quá mà nó rẻ, cây này nó nhỏ mà nó cũng 300. Thì cái giống trắng hay màu là nó khác nha. Và những người mà ta trồng hàng rào nó gai nhiều quá, cho nên là bây giờ người ta cũng ít trồng lại cho đó nó gai. Nhưng mà mình lên chậu mình không có sợ. Có một số chú nói tôi có 1-2 cây à, tôi tỉa không có đủ gai để tôi tỉa đó. Cho nên là vấn đề gai nó không có quan trọng đối với những người chơi ít cây ha. Đây 36 y, 37 y. Em cố gắng em nói đủ 20 cây nha, giá 250. Đây 37 y. 38 y. 38 y này 200. Cây này nó có cái đường nè, cái đường cắt là cái đường này. Thí dụ anh chị mình chơi cành nhiễu ha, mình cắt bỏ cái này, mình cắt bỏ này, mình cắt này lấy cốt, mình cắt đây, cắt này là chơi từ lắc phong cao ha. Đây người ta chừa một cái đường nè anh chị mình coi tổng thể giùm em nha. Đây ha, là còn không là để tàn 200.000. Cái cây này cái gốc này nó bị gì rồi, cái này sẽ mình sẽ điều chỉnh giá lại nha bà con mình. Cái này cây này chắc không bán được, nếu bán tầm khoảng 100.000 là nếu bán chung á. Cái này 28 y này em bỏ qua nha. Cái này lý do mà lúc thường thường em moi ra tước ha, để riêng. Cây 39, cây này 200.000, hai thân nha, 39 hai thân. Cây 40 cũng 200. Nhanh nhanh cho bà con mình lựa ha. 40 200. 41 200. 42 150. 43 200. Đây. 44. 44 này lên mã số mà sao không có lên giá. Cây 44 này nó cũng thuộc dạng cắt chơi bonsai được bà con mình. Cái này
44 y ha. Cây này 250 bán 200 thôi. 200, xíu nữa mình sẽ ghi vô đây để quên ha. Mít lòng. 200. Này ba ghi giùm con cây 44 đi 200.000. Đây. Để quên. À, cây 45 200. Cây này to nha. Sợ nhất là quên rồi số khách hàng hiểu mình không có đàng hoàng. Cây 46, cây này là 300 mà bán 250 này to lắm mà con mình bóp cái tay không giáp nè ha. Đây, em quay xa nè. Nó tệ lắm cũng 20 hoành ha. 250 à. Cây này cũng gọi là cây khuyến mãi của bên em. Ừ. 200k đúng không? Đúng rồi. Cây 47. 47 y nha, 250. À, 48 250 luôn. 49 250. Anh chị mình lưu ý ha, những cái cây này em mới cắt. Chúng chưa có dọn chưa gì hết mới cắt lại lên mã số bán cho bà con mình. Anh chị em mình nhớ ngày giùm em. Nhớ cái mã số y ha, từ 30 trở lên. Và giá em báo giá bao ship. Anh chị em mình nếu mà có nhu cầu mua tán phát hồng hay là siêu bông ấy, mình đợi cái lô sau. Mình sẽ lên những cái cây, cái video này phát lúc 12 giờ trưa hôm nay ha. Để như những cái cây này em đang cắt nè, xong cái em mới lên tiếp cho bà con mình. Rồi.